Jennifer Lopez gây sốt với cơ bụng săn chắc ở tuổi 53. Nữ diễn viên, ca sĩ Jennifer Lopez vừa đăng tải loạt ảnh khoe cơ bụng săn chắc, quyến rũ trên trang cá nhân. Trang Daily Mail ngày 27 tháng 4 thông tin Jennifer Lopez đăng tải loạt ảnh chụp nhanh lên trang cá nhân Instagram, TikTok. Trong loạt ảnh, người đẹp mặc crop top, áo ngắn, ôm sát hoặc hơi rộng, để lộ phần eo. Cô đội một cái khăn và một chiếc nón rộng vành. Người đẹp 53 tuổi để lộ cơ bụng săn chắc, quyến rũ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng quyến rũ. Loạt ảnh này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng. Chuyển sang phong cách quyến rũ cổ điển của Hollywood nhưng với một chút thay đổi, Jennifer Lopez chia sẻ. Sau khi kết hôn với Ben Affleck, Jennifer Lopez tập trung cho các công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Mới đây, cô ra mắt thương hiệu rượu lấy cảm hứng từ bờ biển nước Ý. Tuy nhiên, việc ra mắt và quảng bá thương hiệu rượu của Jennifer Lopez gặp phải chỉ trích dữ dội của công chúng. Họ cho rằng cô là người đạo đức giả khi từng lên tiếng về tác động tiêu cực của việc say xỉn do chất cồn gây ra, nhưng lại đi bán rượu. Thêm vào đó, chồng hiện tại của cô là Ben Affleck vốn từng khốn đốn vì nghiện rượu và đã phải đi trại cai nghiện rượu.